Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 6, 25 tây tháng 6 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Ngay sau khi mà bị thành phố New York tuyên bố rút bằng luật sư của ông, luật sư Giuliani đã lên trên đài truyền hình Newsmax và tuyên bố rằng phía đảng Dân Chủ và những kẻ cánh tả đang muốn cái miệng của ông bị siết lại. Ngay sau khi mà thành phố New York đã quyết định là rút lại bằng luật sư của mình, luật sư Rudy Giuliani đã lên tiếng và nói rằng là đây là một cái hành động của đảng Dân Chủ quyết định và tìm cách bịt miệng của ông. Đây là quyết định của đảng Dân Chủ và 5 quan tòa này, 5 người này phải tự điều tra họ bởi vì họ đã phá hủy cái sự công bằng. Ông Giuliani đã phát biểu trên đài truyền hình Newsmax. Tôi rất là vui với điều này. Tôi hy vọng và tôi rất là thích điều này bởi vì đó là những gì trải qua của tôi. Tôi đã hoàn tất cái công việc của tôi trong vòng 50 năm và tôi đã làm trong vòng 50 năm và chưa bao giờ có một cái khiếu nại nào, và tôi đã làm việc với tất cả những cái điều mà tôi đã tin rằng đó là điều đúng, và chưa bao giờ tôi và cả cuộc đời của tôi bị đe dọa bởi những cái trường hợp này. Và tôi nghĩ rằng tôi đang làm việc và tôi đã giúp được cho đất nước của chúng tôi. Đây là sự nổi giận trong lúc mà ông Giuliani đã lên tiếng và ông nói rằng tôi không cần mà biết điều gì xảy ra mà tôi có ý nghĩa. Tôi biết rằng là tôi đang làm gì và tôi đang nói cái gì. Và có thể là tôi nói với tất cả những người dân rằng Hoa Kỳ không còn là Hoa Kỳ. Chúng ta không có một cái đất nước tự do. Chúng ta đang sống trong một cái đất nước bị kiểm soát bởi đảng Dân Chủ, và kể cả Cuomo hay là thị trưởng của thành phố New York là de Blasio và những thành viên đảng Dân Chủ khác. Ông đã lên tiếng kêu gọi đây là hành động chính trị và rõ ràng nó đã có một cái điều vi phạm rất là trầm trọng trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Không còn nghi ngờ, nếu như mà tôi đại diện cho bà Hillary Clinton thì tôi sẽ trở thành một anh hùng trong mắt của họ. Và nếu tôi đại diện cho thân chủ của tôi thì họ tìm cách bịt miệng của tôi. Và bởi vì họ biết những chuyện gì đã xảy ra, họ biết chuyện gì xảy ra ở Arizona, họ biết chuyện gì xảy ra ở Georgia và họ muốn bịt miệng của tôi. Trong việc mà ngưng lại tất cả cái môn bài của ông ở tại New York thì tòa án cho biết rằng là có những cái gọi là đưa ra những cái thông tin mà không thể được chấp thuận bởi tòa án khi mà ông khởi kiện các tiểu bang về tình trạng của cuộc bầu cử năm 2020. Đó là một trong những cái quyết định của tòa án New York, và trong đó thì quyết định thu hồi lại tất cả cái bằng luật sư của ông. Tuy nhiên, ông Giuliani đã lên tiếng và nói rằng ông không sợ hãi và vẫn tiếp tục cái cuộc tranh đấu của ông, và những chuyện gì mà họ điều tra về tôi, những tội ác gì, họ tìm cách là họ tìm ra những cái tội của tôi. Họ điều tra với tất cả những cáo buộc, nhưng mà chúng ta đã không có một cái gì vi phạm tội ác, và những gì Donald Trump đã làm đều không vi phạm tất cả những cái hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ. Họ tìm những cái sơ hở, họ tìm những cái điểm nhỏ để mà họ tìm cách cáo buộc tôi, nhưng họ đã không thành công. Thì giờ đây họ sử dụng cái này để mà tri trách tôi và tìm cách bôi nhọ danh dự của tôi. Nhưng mà tôi đã làm trong nghề này 50 năm, tôi không hề sợ hãi và tôi đã làm tất cả những gì tôi làm được cho đất nước này. Đó là lời phát biểu của cựu thị trưởng thành phố New York là ông Giuliani và cũng là luật sư. Trong khi đó thì thành phố Las Vegas đã chuẩn bị để mà đổi tên cho cái phi trường, xin lỗi quý vị, cơ quan quản trị hàng không của Hoa Kỳ, tức là FAA, đã bắt đầu dọn đường cho việc mà đổi tên một cái phi trường quốc tế tại Las Vegas bằng tên của một thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là Harry Reid, sau khi mà có một cái ngân quỹ tư nhân tiếp tục gia tăng để thay đổi cái tất cả những cái bản hiệu của phi trường. Trong lá thư gửi ra được hãng thông tấn Reuters nhìn thấy thì FAA cho biết là họ đã hoàn tất những bước cần thiết để cho quận Clark County có thể đổi tên của phi trường. Theo yêu cầu thì cái phi trường này trước đây đã đổi tên là McCarran International Airport để đổi qua tên là Harry Reid International Airport. Harry Reid là một thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Nevada và ông đã được đặt tên và ở tại phi trường này, và sẽ được công bố và thay đổi tất cả những cái hệ thống gọi là navigation, tức là hệ thống hướng dẫn, và tất cả hệ thống không lưu sẽ phải đổi tên hàng loạt khi mà các cái chuyến bay khác. Có nghĩa là trên toàn cơ quan FAA cũng phải đổi tất cả những cái chuyến bay, kể cả cái code name của cái phi trường này Trước đây phi trường này tên là McCarran International, thì bây giờ nó được đổi tên là Harry Reid, và điều này có nghĩa là tất cả các hệ thống của FAA sẽ phải thay đổi tất cả những cái lộ trình này. Và Las Vegas được xem là một cái phi trường bận rộn đứng hàng thứ 7 của Hoa Kỳ với cái lượng traffic của năm 2020. Và phát ngôn viên của phi trường này là Joe Recho cho biết là điều kiện để thay đổi tên đã được quyên góp bởi các cái cơ sở tư nhân và cần thiết để thay đổi cái tên này. Đây chúng tôi ước lượng rằng để mà tôi phối hợp tất cả các cái giai đoạn để có thể thực hiện tiến trình này là khoảng 7 triệu Mỹ Kim. Và nó đã được đóng góp không phải là tiền thuế của người dân, mà là do sự đóng góp của tư nhân. Rachel đã đưa ra trong một email cho biết như trên. Như vậy thì thành phố Las Vegas sẽ chính thức đổi tên phi trường và sau khi mà đã được chấp thuận bởi cơ quan FAA. Trong khi đó thì ông Reid là một thượng nghị sĩ của Nevada và ông đã phục vụ ở cái sàn thượng viện cho đại diện cho đảng Dân Chủ 12 năm. Và ông ta đã về hưu năm 2017. Sau 30 năm ông ta làm việc tại Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Biden đã gia hạn việc mà cấm trục xuất các cái người cư trú trong suốt tháng 7. Chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ 5 cho biết là họ sẽ gia hạn cái lệnh mà của CDC là cấm trục xuất các cư dân cho tới ngày 31 tháng 7. Hãng thông tấn Reuters đã nhìn thấy được cái bản extension này, tức là cái bản gia hạn này vào ngày thứ 3. Và trong đó thì trên toàn quốc đã ban cấm lệnh cấm trục xuất đối với lại các chủ phố sau khi mà đại dịch bùng nổ từ năm ngoái, và các cái lệnh này đã được gia hạn nhiều lần. Lần đầu tiên là từ tháng 9 năm ngoái và được gia hạn tới tháng 3 năm nay cho tới 30 tháng 6. Tuy nhiên thì phía CDC cho biết là tình trạng vẫn chưa được ổn định, cho nên là họ gia hạn thêm cái lệnh này vào ngày 31 tháng 7. Điều này có nghĩa là các người nào mà không có trả tiền nhà, thuê mướn nhà sẽ không bị trục xuất ra khỏi nhà của họ theo lệnh của CDC và chính quyền của Joe Biden trong lúc mà đang đối phó với đại dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhân vật lãnh đạo của một tổ chức bảo thủ Hoa Kỳ có tên gọi là Turning Point USA đã lên tiếng nói rằng lực lượng cánh tả đang tìm cách thay đổi hiến pháp và duy trì quyền lực của họ. Hiến pháp của Hoa Kỳ đang bị tấn công bởi các cái thái độ gọi là chuyên chế và thiên vị chính trị sử dụng quyền lực của họ để cản trở tất cả quyền tự do ngôn luận. Đó là lời phát biểu của ông Charlie Kirk, sáng lập viên và cũng là chủ tịch hội đồng điều hành của một cái tổ chức sinh viên bảo thủ có tên gọi là Turning Point USA. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông nói rằng các công ty Big Tech và một cái chính phủ cồng kềnh đang làm việc chung với nhau để tìm cách kiểm duyệt và giới hạn tất cả các cái hoạt động của các giáo hội và tìm cách duy trì quyền lực của họ bằng cách là giảm đi quyền tự do ngôn luận của người khác và các quyền tự do của người dân Hoa Kỳ. Và gần như bản hiến pháp Hoa Kỳ đang bị tấn công. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Kurt nói rằng cái gọi là chuyên chế này bao gồm luôn cả các cái công ty tư nhân đã tìm cách sử dụng cái quyền lực của họ để giới hạn tất cả những cái quyền hiến pháp của người dân Hoa Kỳ cho tới khi nào mà họ sử dụng tất cả những quyền lực chính trị của họ để thay đổi hiện trạng này. Hiến pháp đang nằm trong cái tình trạng bị tấn công và tôi đã nhận ra được điều này, và làm thế nào mà chúng ta có thể vượt qua điều này. Điều mà chúng ta phải nhận ra là hệ thống tư pháp độc lập đã có được cái từ trước tới nay, và hệ thống này là chủ yếu là check and balance, tức là quân bình. Và bây giờ thì hệ thống này gần như đã bị lệch cán cân bởi vì các cái lực lượng bảo thủ, các cái lực lượng cánh tả và các lực lượng cấp tiến đã tìm cách lật đổ nó. Và hiện nay với tất cả sinh viên, chúng ta đang bị đe dọa trầm trọng bởi các đại công ty khi mà họ cản trở cái quyền tự do của chúng ta, và tất cả các cái bao gồm luôn tất cả một số những cái hãng hàng không, những cái tổ chức về thể thao và vân, tất cả những công ty này họ phối hợp với nhau để cản trở tất cả những cái quyền tự do dân sự của chúng ta và quyền hiến pháp của chúng ta. Chúng ta cần phải tranh đấu và dùng lá phiếu của chúng ta để mà giành lại cái quyền lực cho người dân. Đó là lời cáo buộc của ông Charlie Kirk, và cho rằng trong thời gian gần đây là tình trạng chuyên chế đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ, một điều chưa bao giờ có trong xã hội này, và điều này có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm cho một cái xã hội của Hoa Kỳ. Ông Kirk cho biết rằng là việc phối hợp giữa các chính trị gia của lực lượng cánh tả và các công ty Big Tech cùng với một số những công ty giải trí thể thao đã là một cái quyền lực rất lớn, và chỉ có thể lật đổ được điều này là do lá phiếu của người dân và quyền lực của người dân. Nếu người dân tiếp tục tham gia chính trị và tìm cách quân bình lại quyền lực này thì xã hội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển. Còn nếu người dân vẫn ơ hờ và bỏ mặc quyền lợi chính trị của mình thì nó sẽ là họ sẽ là những kẻ nắm quyền vĩnh viễn tại đất nước này và sẽ thay đổi hiện trạng, và kể cả họ có thể xóa luôn được bản hiến pháp của Hoa Kỳ nếu cần thiết. Đây là lời cáo buộc khá nặng nề của ông Kirk đưa ra sau khi mà ông nói rằng việc mà họ đưa vào giảng dạy cái thuyết âm mưu về vấn đề chủng tộc là đã là một cái bước đầu tiên để tìm cách tẩy não các sinh viên. Và việc này cho thấy rằng là lực lượng cánh tả đang tìm cách chiếm lĩnh cái quyền lực tại Hoa Kỳ. Nếu người dân không kịp bừng tỉnh thì họ sẽ làm đẩy đất nước Hoa Kỳ này đến một cái bước gọi là khó khăn hơn và sẽ thách thức nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì chính quyền của Joe Biden lại hậu thuẫn cho một cái đánh giá về vấn đề môi trường và cho ba cái ống dẫn dầu, mặc dù là có sự phản đối của những nhóm gọi là hoạt động môi trường. Chính quyền của Joe Biden đã hậu thuẫn cho ít nhất là cái việc đánh giá về môi trường trong ít nhất là ba cái dự án ống dẫn dầu tại Minnesota, bất kể là các cái nhóm hoạt động môi trường đã tìm cách ngăn chặn điều này. Trong 65 trang một cái hồ sơ đã được công bố bởi Bộ Tư pháp đưa ra cho thấy rằng là cái công ty của chính quyền có tên gọi là US Army Corporation Engineer 2020 đã chấp thuận ít nhất là ba cái đường ống dẫn dầu và nó hợp pháp để thực hiện và phù hợp với tất cả các đánh giá về môi trường, và nó không bị ngưng lại bởi các thành phần nguyên cáo, tức là những nhà hoạt động cho môi trường đã nộp đơn kiện để ngăn chặn cái ống dẫn dầu này. Đây là một trong những cái quyết định khá lạ lùng của chính quyền Joe Biden. John Shin William, quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề môi trường và các cái tài sản thiên nhiên, đã lên tiếng và nói rằng phía tòa án nên bác bỏ tất cả những cái đơn kiện của phía nguyên cáo trong vấn đề mà phát triển ba cái đường ống dẫn dầu này đối với lại cái lực lượng gọi là US Army Corps of Engineers. Và phía plaintiff, tức là phía nguyên cáo, gồm có các cái tổ chức hoạt động cho môi trường, trong đó gồm có White Earth Bank Ojibwe, và thứ hai là tổ chức gọi là Redland Bank of Chippewa, và thứ ba là Honor of the Earth, thứ tư là tổ chức Sierra Club đã lên tiếng thách thức về việc xây dựng cái ống dẫn dầu này. Và trong đó thì người đại diện cho Bộ Tư pháp cho rằng là ba đường ống dẫn dầu này đã được đánh giá rất cẩn thận dưới triều đại của cựu tổng thống Trump và đã được cho phép để khai thác cái đường ống dẫn dầu này. Đây là một trong những quyết định được xem là đi ngược lại với lại cái việc gọi là bảo vệ khí hậu môi trường của Joe Biden, và Bộ Tư pháp đưa ra quyết định này duy trì tất cả những đánh giá dưới triều đại của tổng thống Trump trong việc xây dựng ống dẫn dầu ở Minnesota. Nhưng ngược lại, Joe Biden lại đóng cửa ống dẫn dầu Keystone. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Trung Quốc, một nhóm đại diện cho thị trường tiêu thụ ở La Hay ở tại Hà Lan đã bắt đầu phát động một cái đơn kiện lên tới 1.5 tỷ euro, tức là khoảng 1.8 tỷ Mỹ Kim, nhắm vào công ty TikTok và cáo buộc công ty này là đã tìm cách lưu trữ các dữ liệu cá nhân trong cái mạng video mà sharing của họ. Cái tổ chức này có tên là Consumer Trendboy, và cái foundation này có tên gọi là Take Back Your Privacy đã chính thức ngày thứ Năm đã nộp đơn kiện công ty TikTok là phải trả tiền thiệt hại cho 1.2 cho tới 1.6 triệu đứa trẻ của Hòa Lan đã sử dụng những cái app này. Và phía của công ty TikTok là đã tìm cách lấy dữ liệu của những trẻ em, và điều này vi phạm trầm trọng vào cái luật lệ của Âu Châu. Và công ty này đã nhận được hàng trăm triệu Mỹ Kim mỗi một năm trong cái gọi là dùng cái dữ liệu của các trẻ em để buôn bán, và trong đó đã vi phạm trầm trọng vào cái luật bảo vệ quyền tư ẩn của trẻ em. Công ty TikTok được xem là một trong những công ty có cái chất lượng video sharing rất nổi tiếng với những thành phần trẻ và những thành phần tuổi teen, những người đã sử dụng các cái trang mạng này để mà post video lên hoặc là để xem và share những cái video. Và tổ chức bảo vệ cái quyền tư nhân này và bảo vệ cho cái giới tiêu thụ này cho biết là công ty TikTok phải chi trả tiền thiệt hại cho tất cả các trẻ em của Hòa Lan và phải xóa bỏ tất cả những cái dữ liệu mà họ đã thu lượm một cách bất hợp pháp ở tại Hòa Lan. Họ cho biết là phía TikTok nếu như không có đáp ứng điều này thì họ sẽ đưa công ty TikTok ra ngoài tòa. TikTok đã lên tiếng trả lời trong một email mà nói rằng là sẽ cam kết là sẽ gia tăng tất cả những cái chuyên gia bên ngoài và các tổ chức bên ngoài chắc chắn rằng là giữ những người ở trong môi trường TikTok được an toàn. Đây là một trong những cái phản ứng của TikTok. Vào tháng 2 thì công ty TikTok này vốn có công ty mẹ là công ty ByteDance đã đồng ý chi trả 2 triệu Mỹ Kim trong một cái thỏa thuận khi mà họ đã sử dụng tất cả những cái dữ liệu của những người sử dụng tại Hoa Kỳ và bị cáo buộc rằng họ đã bán những cái dữ liệu này một cách bất hợp pháp và vi phạm vào cái luật bảo vệ tư ẩn ở tiểu bang Illinois. Và đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới công ty TikTok. Bên cạnh đó thì liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ tái tục lại các cuộc đàm phán về tự do mậu dịch vào ngày 30 tây tháng 6. Sau 5 năm đàm phán thì Đài Loan và Hoa Kỳ lại tiếp tục tái tục các cuộc đối thoại về một vùng tự do đầu tư và mậu dịch gọi tắt là TIFA, tức là Trade and Investment Framework Agreement, trong ngày 30 tây tháng 6. Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan đã đưa ra thông báo trên. Đây được xem là một văn phòng bán chính thức tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Đài Loan. AIT cho biết rằng là đại diện của Đài Loan là Shao Bikim cùng với lại giám đốc của Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan là Brent Christensen sẽ cùng có một cái cuộc họp qua màn hình video. Trong đó thì văn phòng đại diện mậu dịch của Đài Loan và đàm phán của Đài Loan cũng như văn phòng đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ sẽ có cuộc gặp gỡ và thảo luận vấn đề này. Hai nơi sau khi mà hai bên đã quyết định thực hiện cái tiến trình của TIFA này từ năm 1994 và đã có 10 lần đối thoại và vẫn chưa đạt được một cái cuộc thỏa thuận nào, và gần thời gian gần đây nhất là năm 2016. Và AIT cho biết rằng là TIFA này là một cái mô hình mới để có thể thỏa thuận và có cái nguồn đầu tư và miễn thuế quan giữa hai vùng lãnh thổ. Trong đó thì sẽ đạt tới cái mức là 91 tỷ Mỹ Kim trong năm 2020 và sẽ còn gia tăng nhiều hơn. Và đây là một trong những cái thỏa thuận về mậu dịch giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Hy vọng rằng họ sẽ thỏa thuận trước khi mà bà Thái Anh Văn hết nhiệm kỳ. Đó là lời tuyên bố từ phía Đài Loan. Và đây là lần đối thoại thứ 10 của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Và Đài Loan cho biết rằng là lực lượng tuần duyên của họ đã bắt đầu có những cái cuộc tuần tra sớm hơn để bảo vệ tất cả bờ biển phía đông của họ. Lực lượng tuần duyên của Đài Loan trong ngày thứ 6 cho biết là họ đã bắt đầu khởi động tất cả những cái chiến thuyền mới của họ trong việc tuần tra trên bờ biển phía đông ở khu vực Senkaku sau 4 tháng kể từ khi mà các cái lực lượng này được thành lập và bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra. Theo bản tin cho biết thì chiến hạm có tên là Abing Class đã được chuyển tới Đài Loan vào tháng 10 và sự hợp tác giữa lực lượng tuần duyên của Đài Loan và công ty có tên gọi là John Shin Shipping, tức là công ty đóng tàu này, sau khi nó hoàn tất. Và đây là chiếc chiến hạm đầu tiên do Đài Loan đóng để có thể thực hiện với lại và được cung cấp cho lực lượng tuần duyên, và nó sẽ được đi vào hoạt động chính ra thì nó sẽ được đưa tới cho Đài Loan vào năm 2026. Tuy nhiên thì nó đã hoàn tất sớm hơn và bây giờ đã bắt đầu giao cho lực lượng tuần duyên của Đài Loan để có thể hoạt động ở bờ biển phía đông của họ, đối phó với tình trạng mà các ngư phủ của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào lãnh hải của Đài Loan, đánh trộm cát và đánh trộm cá. Đây là một trong những cái nỗ lực của Đài Loan nhằm bảo vệ cho tất cả bờ biển lãnh hải của họ trước những sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu đưa ra lời cáo buộc đối với Úc sau khi mà nói rằng Úc đánh thuế vào các cái hệ thống và đường ray xe lửa, các cái cánh quạt gió và kể cả ngành thép và các cái xinh rửa chén ngành thép là một điều không thể chấp nhận được. Biến chuyển này đã bị Úc mô tả là một điều nhỏ nhặt và nhỏ mọn của Trung Quốc sau khi mà Trung Quốc đã khởi kiện Úc ở ngoài WTO. Giữa lúc mà Úc đang có những cái đơn kiện nhắm vào Trung Quốc trong việc mà lợi dụng cái nón gọi là quốc gia đang phát triển để cản trở nhập cảng tất cả những mặt hàng từ nước Úc. Chính quyền của Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ có hành động và nộp đơn khiếu nại với cái cục thuế quan của Úc trong việc mà đánh thuế vào tất cả các cái mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc, trong đó gồm có các cái quạt gió, tức là các cái phong điện, hệ thống bánh xe của đường ray xe lửa, cũng như là các cái xinh rửa chén bằng thép đã bị đánh lên tới 60%. Trong khi đó thì các cái railway wheel, tức là những cái bánh xe lửa thì là 17.4%. Và trong đó thì các cái quạt gió thì bị đánh thuế lên tới 10.9%, và việc này sẽ được áp dụng cho tất cả các cái ngành kim loại nhập cảng từ từ Trung Quốc vào Úc. Và điều này thì theo lời Bộ trưởng Mậu Dịch là Dan Don Theeran cho biết rằng là để đối phó lại với tình trạng Trung Quốc đang có những hành động bất hại đối với cái ngành kinh tế của Úc sau khi mà họ đã cấm cửa và đã giới hạn rất nhiều những mặt hàng từ nước Úc. Trước đó thì Trung Quốc đã giành quyền hành động này, và bây giờ chúng tôi làm tương tự thì họ lại lên tiếng than phiền tại sao họ không đưa ra cái hành động này từ sớm. Đó là lời phát biểu của Úc. Trong khi đó thì phát ngôn viên Bộ Thương mại của Trung Quốc là Gao Fen hy vọng rằng là Úc sẽ có những cái hành động được xem là điều chỉnh những sai lạc để xóa đi việc quan hệ mậu dịch giữa đôi bên, trong khi mà Trung Quốc lại lợi dụng cái nón là quốc gia đang phát triển để đánh thuế và ngăn cản tất cả mặt hàng của Úc. Nhưng ngược lại, họ muốn đẩy tất cả mặt hàng của họ xuất cảng càng nhiều hơn ở nước Úc, một điều mà Úc không thể chấp nhận được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Úc và của Trung Quốc. Trong khi đó, tại Trung Quốc, 18 người đã bị thiệt mạng, hầu hết là trẻ em, trong một cái vụ tai nạn xảy ra một cái trường dạy về MMA ở tại trung tâm ở Trung Quốc. MMA tức là Mixed Martial Art, tức là môn võ mà đánh tự do ở tại Trung Quốc. Ít nhất 18 người, hầu hết là trẻ em, đã bị thiệt mạng trong một cái vụ nổ ở tại một cái trường dạy về đánh võ tự do ở tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Và giờ vào sáng ngày hôm nay thứ Sáu, 4 người đã bị thương trầm trọng và 12 người khác đã bị thương nhẹ trong cái vụ cháy xảy ra ở một cái trường nằm ở tại ngay khu vực ở tỉnh Hà Nam vào đầu giờ của ngày thứ Sáu, theo tường trình của giới truyền thông của Trung Quốc cho biết. Và các trẻ em tuổi từ 7 cho tới 16 đang nằm ngủ ở cái tầng thứ nhất của cái trường này, và chủ nhân ngôi trường này là Chen Li cùng với vợ của ông ta cũng nằm chung với các trẻ em trong lúc ngủ và lúc xảy ra tai nạn. Các nhân chứng cho thấy là nghe được cái tiếng hét của trẻ em trong lúc mà họ còn sống. Và theo tường trình cho biết thì là các cái lực lượng cứu hỏa đã tới cái hiện trường và tìm cách tháo gỡ ra, nhưng mà cũng không kịp. Và đây là cái trường gọi là Jensen Martial Art School, tức là một cái trường dạy đánh võ MMA. Và tất cả các trẻ em đều la lớn, và chúng tôi đã cố gắng dùng nước bất kể cái gì để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên thì cuối cùng thì 34 học sinh đã được cứu ra khỏi nhà trường, và các bác sĩ ở địa phương cũng đã hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, tiền nhàn rỗi của cái quỹ gọi là chống dịch này sẽ đi về đâu? Đó là một câu hỏi mà tờ VN Express đã đặt ra cho cái việc mà quyên góp tiền của người dân trong việc mua thuốc chủng ngừa chống đại dịch. Aribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV sẽ là những cái ngân hàng được mời để mà thâu lại cái số tiền mà quyên góp của công chúng cho cái vấn đề chống đại dịch. Và trong đó thì họ nói rằng số tiền nhàn rỗi này hơn 8.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào các ngân hàng này để mà kiếm tiền lãi. Đó là và ông Bộ trưởng Tài chính hy vọng số tiền còn lại là sẽ đạt tới 11.000 tỷ đồng, để với lại cộng 14.000 tỷ đồng từ ngân sách sẽ là những cái mối tiền được gọi là tiền nhàn rỗi, tức là chưa mua được và thuốc chủng ngừa thì để đó bỏ trong ngân hàng để kiếm lời. Đây là một trong những cái ý kiến của Bộ trưởng Tài chính, và trong đó người dân đã cảm thấy bất mãn trong khi buộc người dân phải đóng góp tiền để mà mua thuốc chủng ngừa. Ngược lại thì họ sử dụng số tiền này bằng cách kiếm lãi của ngân hàng, thay vì là sử dụng số tiền này đàm phán để mua tất cả những thuốc chủng ngừa. Trong khi đó thì chính phủ Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có mua thuốc chủng ngừa mà chỉ đi xin ở một số nơi. Và hiện nay thì một số quốc gia cũng đã tài trợ không nhiều lắm, từ 500.000 cho tới 1 triệu liều thuốc chủng ngừa cho Việt Nam. Tuy nhiên thì số tiền này là số tiền khổng lồ và họ muốn giữ lại và không muốn mua thuốc chủng ngừa mà chỉ đi xin mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cuối cùng, nhân vật được xem là cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh đã chính thức bị cáo buộc tội nhận hối lộ lên tới hàng tỷ đồng của nhân vật Vũ Nhôm. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới vụ án của Vũ Nhôm. Bị can tên là Nguyễn Duy Linh, vốn là cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, đã bị chính thức truy tố về tội nhận hối lộ. Và theo bản tin cho biết thì Vũ Nhôm, tức là Phan Văn Anh Vũ, lúc còn là công an nhưng mà không chịu, đã cố tình sử dụng cái quyền lực của đồng tiền để mà thao túng tất cả các ban ngành. Và trong đó thì Phan Văn Anh Vũ đã từng bị cáo buộc và đã nhờ tới ông Nguyễn Duy Linh để giúp đỡ thêm và đưa thông tin cho ông ta. Và trong đó thì phía Phan Anh Vũ đã cung cấp 500.000 Mỹ Kim cho một nhân vật được xem là trung gian thứ ba để cung cấp cho ông này, và ông này trước đó đã bác bỏ và không nói và chối bỏ, và bây giờ thì ông ta lên tiếng nhận là ông ta đã nhận tiền của Phan Văn Anh Vũ, và giờ đây thì ông này đã chính thức bị truy tố. Đây là lần đầu tiên có một nhân vật cao cấp trong Cục Tình báo của Cộng sản Việt Nam đứng ra và nhận tội hối lộ trong tất cả các cái hoạt động liên quan tới vấn đề thương mại và đất đai tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phong sẽ gặp lại tất cả mọi người vào chương trình đặc biệt livestream ở Hilton chiều tối ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe, và chúng ta sẽ không có chương trình Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên vào tối ngày hôm nay thì Phong có thể sẽ có bản tin cập nhật vào buổi tối dành cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.